Xin kính chào quý phụ huynh. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự hội nghị phụ huynh đầu năm học hôm nay. Trước tiên, mời quý phụ huynh cùng theo dõi những khoảnh khắc đáng yêu của các con khi chào hỏi cô và các bạn mỗi sáng đến lớp. Mẹ yêu ơi, mẹ đừng hy sinh tất cả thanh xuân của mẹ vì con mà mẹ đã quên đi hết những ước mơ. Từ khi bé mẹ từng ước mơ được tung bay khắp chân trời nhân thế, mẹ cũng không muốn để con ước mơ thay phần mẹ. Mẹ có hạnh phúc thì con mới vui, đừng vì con quên đi ước mơ riêng mình. Đây là những giờ học mà các con không chỉ tập trung nghiêm túc mà còn đầy niềm vui và hứng thú. Là những hình ảnh trong hoạt động gốc, nơi các con được tự do sáng tạo và khám phá. Hoạt động ngoài trời giúp các con vận động, gắn kết và khám phá thế giới xung quanh.
một khoảng thời gian yên tĩnh với giờ thiền giúp các con thư giãn và cân bằng sau những giờ học sôi nổi. Không thể thiếu việc giữ gìn vệ sinh, các con luôn được hướng dẫn rửa tay sạch sẽ trước bữa ăn. Bữa ăn của các con luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng, mang lại niềm vui và năng lượng cho các hoạt động tiếp theo. Bố mẹ có thể yên tâm, các con luôn được ngủ đủ giấc, thoải mái vào mùa hè và ấm áp trong mùa đông, và còn rất nhiều hoạt động vào buổi chiều mà con rất yêu thích. Để chúng con có thể vui chơi và học tập thoải mái như thế này, tất cả là nhờ sự quan tâm và đồng hành của các cô cùng sự phối hợp chặt chẽ từ ba mẹ trong mọi hoạt động. Sĩ và y tá thường xuyên đến thăm khám định kỳ, đảm bảo sức khỏe cho các con. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của quý phụ huynh cùng cô và các con. Chúc hội nghị phụ huynh đầu năm thành công tốt đẹp.